Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tuấn Trần TV, kênh khoa học và đời sống. Thì như đã hứa ở phần 1 thì ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch nạp bình ắc quy hoàn chỉnh, là có cả hai chế độ là tự ngắt khi nạp đầy và khi cạn thì nó sẽ tự sạc lại. Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành lắp mạch nhé. Thì đỡ mất thời gian của các bạn thì cái quá trình lắp ráp bo thì mình cũng không có quay nha các bạn, để mình vào thẳng cái cho các bạn thấy là cái bo lắp ráp xong đi cho nó đỡ mất thời gian ha. Thì cái bo của chúng ta cũng khá là đơn giản các bạn. Thì đầu tiên là cuộn dây rờ le sẽ được hàn song song với cái tụ điện. Kế tiếp là con transistor. Nhưng ở đây các bạn chú ý quan trọng đây là chân C nha các bạn. Chân C của transistor sẽ lắp vào một đầu của cuộn dây rờ le. Và chân E sẽ được nối mát nha các bạn. Cái đó là cái quan trọng. Thì ở cái mạch chia áp như đây thì nó sẽ gồm có một con điện trở 1 kg này, là mạch chia áp để cấp điện cho cực B transistor. Và ở cái nhánh phía trên thì gồm có một biến trở 10K và một con điện trở 15K theo như sơ đồ. Nhưng ở đây thì mình hết điện trở 15K nên mình dùng một con 10K đấu nối tiếp với một con 4K7 nha các bạn. Thì xem như là tương đương. Thì ở cái mạch chia áp này thì mình có tăng cường thêm một con điện trở nối từ cái mạch chia vào chân B của con transistor. Thông thường thì các cái mạch mà ở trên mạng các bạn thấy thì không có con điện trở này nha các bạn. Thì ở đây là mình đã cải tiến để nó phù hợp. Thì đến mà khi phân tích thì mình sẽ nói cho các bạn nghe. Ở cái rờ le cũng vậy. Những cái tiếp điểm rồi le chúng ta sẽ không có hàng nối với nhau nha các bạn, mà chúng ta để độc lập ra để dễ sử dụng. Thì ở những cái tiếp điểm bên dưới này đây thì dùng để là lắp hai cái bóng đèn báo. Còn cái tiếp điểm ở bên trên, tiếp điểm thường đóng thì chúng ta sẽ nối một cọng dây dùng để làm cái công tắc đóng mạch điện cho cái cục sạc bình nha bạn. Đây thì đó, công tắc mình sẽ truyền qua bên kia để mình cấp nguồn cho cục biến thế nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp điện vào để khảo sát cái chế độ làm việc của nó xem sao nha. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành gắn đồng hồ và cấp nguồn để chúng ta tiến hành phân tích xem cái mạch nó làm việc như thế nào nhé. Thì hiện tại mạch nó đang báo ở trạng thái là sạc nha các bạn. Và mình sẽ cố gắng là chỉnh cái mức áp này thật chậm để chúng ta có thể dễ dàng mà thấy được cái mức điện áp mà khi mà nó báo sạc đầy là nó nằm ở bao nhiêu nha các bạn. Đây mình cố gắng vặn thật là chậm. Các bạn chú ý cái đèn báo nha. Khi đạt ngưỡng là 13V chính thì đèn báo đã bắt đầu chuẩn bị chuyển sang chế độ nạp đầy nha các bạn. Đây. Thì như vậy thì ở mức ngưỡng đầy thì nó sẽ là 13V chính nha các bạn. Mình ghi nhận 13V chính và bây giờ mình sẽ giảm tốc độ, giảm cái điện áp xuống. Để xem cái ngưỡng dưới là nó sẽ chuyển sang chế độ sạc là ở bao nhiêu nha.
Đây, đã xuống dưới 10V 8. Rồi. Và ở 10V, khoảng 10V 74 đi các bạn. Thì trong trường hợp này là nó đã báo đầy hay báo sạc lại nha các bạn. Đây, và chúng ta tiến hành thử lại một lần nữa. Đây, 13V 9 là nó sẽ báo sạc đầy. Và chúng ta lấy mẫu lại ở cái ngưỡng dưới một lần nữa xem sao nha. Mình sẽ cố làm thật là chậm. Đây, ở ngưỡng 10V 78, 77 thì nó đã bắt đầu sạc bình lại rồi. Như vậy đối với cái ngưỡng này thì nó khá là tốt nha các bạn. Thì thông thường đối với cái những cái mạch như vậy mà các bạn thấy nó cũng tương tự như ở trên mạng thì không có cái con điện trở này nha các bạn. Này, con điện trở này là do mình lắp thêm rồi để mình có cái công dụng riêng của mình. Thì thông thường những cái mạch này thì cái ngưỡng làm việc của nó rất là ngắn nha các bạn. Thì ở ngưỡng trên và ngưỡng dưới của nó chỉ khoảng là 2V mà thôi. Thì trong trường hợp này nếu chúng ta dùng nạp cái bình từ mức là 10V 8 rồi cộng 2V nữa là nó đầy, thì khi đầy nó chỉ là mức 12V 8, như vậy thì nó sẽ không có nạp được đầy bình nha các bạn. Và ở cái mạch này thì với con điện trở mình làm thêm đó thì mình đã kéo rộng cái ngưỡng này ra là 3V. Do đó thì nó sẽ đảm bảo là khi nạp đầy nó sẽ lên 13V 8 thì nó mới đạt tiêu chuẩn để chúng ta dùng để lắp cái ngưỡng là tự tự nạp và tự ngắt nha các bạn. Và khi mà phân tích mạch thì mình sẽ nói rõ cho các bạn xem là cái con điện trở này nó công dụng của nó sẽ như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ phân tích trên chính cái sơ đồ này nha các bạn, cũng khá là đơn giản. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái relay. Thì ở cái mạch này thì mình sẽ không hàn mấy cái chân relay lại với nhau các bạn, mà mình để nó làm việc độc lập để cho các bạn dễ sử dụng. Thì ở cái cặp tiếp điểm này thì ta thấy đây là tiếp điểm thường đóng. Và khi mà relay làm việc thì nó sẽ nhả cái tiếp điểm đầu và nó đóng sang cái tiếp điểm thứ hai. Thì tương ứng với việc là nó sẽ đóng sang cái đèn đỏ là khi sạc nha bạn. Và khi đầy thì nó sẽ đóng sang đèn xanh. Đấy, thì đây là cái tiếp điểm để ta ráp hai cái đèn báo mà chế độ làm việc của mạch. Còn cái tiếp điểm thường đóng còn lại thì chúng ta sẽ dùng, đây, chúng ta sẽ dùng làm cái công tắc nha các bạn. Dùng để đóng mở nguồn cho cái cục biến thế nha. Cái cục biến thế cấp dòng sạc cho ắc quy các bạn. Đây. Thì ở chế độ mà nó thường đóng là chế độ đang sạc, và khi sạc đầy thì nó sẽ ngắt, và khi đó chúng thì nguồn điện sẽ được cắt khỏi cục biến thế nạp bình nha các bạn. Thì ở cái mạch này thì chân E sẽ được nối với mát nha các bạn, và chân C sẽ nối với cuộn dây relay, nghĩa là tải sẽ được đặt ở chân C nha các bạn. Thì với cách nối chân E như vậy thì chân E lúc nào cũng nối với mát hết, do đó thì việc ta điều khiển điện áp trên chân B nó sẽ không bị ảnh hưởng trong suốt cái quá trình làm việc, nên nó làm việc rất là ổn định nha các bạn. À, do chân E nối mát nên cái điện áp mà cấp cho chân B khi quá trình làm việc này thì nó ở ngưỡng rất thấp nha các bạn. Như ở video trước mình có nói là từ 0,5 tới 0,8 thôi.
Nên ở cái nhánh phân áp này chúng ta chỉ cần là một ở phía dưới là một con điện trở 1 kg và đầu trên là một biến trở 10 kg nối tiếp với một cái điện trở 15 kg, đó là ta xác lập được cái điện áp để cung cấp vào chân B. Thì đối với những cái mạch mà các bạn thường thấy ở trên mạng nó tương tự như vậy thì không có con điện trở này nha các bạn. Đây, ở đây con điện trở này đã được mình thiết kế thêm. Đây, thì trước tiên mình sẽ nói là không có con điện trở này thì nó như thế nào. Thì đối với các cái mạch như vậy thì cái ngưỡng mở của con transistor từ lúc dẫn yếu tới lúc dẫn mạnh thì chính là cái ngưỡng làm việc của toàn bộ cái mạch này các bạn. Thì ở cái ngưỡng trên nó mở và sau đó thì tới cái ngưỡng dưới nó đóng. Thì đối với những cái mạch này thì nó chỉ có cái chênh lệch là 2V thôi nha các bạn. Thì với cái ngưỡng thấp như vậy chúng ta sẽ không thể sử dụng được ngưỡng trên và ngưỡng dưới nha các bạn. Thì mình lấy ví dụ cho các bạn xem. Đối với một cái bình ắc quy thì ở mức 10V8 là bắt đầu sạc. Bây giờ ta cộng 2V thì khi sạc đầy là nó chỉ mới có 12V8 thôi. Thì ở cái trạng thái này thì bình ắc quy nó sạc chưa có no nha các bạn. Đó. Thì do đó chúng ta sẽ không sử dụng được cái ngưỡng này để làm ngưỡng trên, ngưỡng dưới đối với cái mạch sạc bình nha. Thì đối với những mạch thông thường như thế này thì chúng ta sử dụng được cái ngưỡng trên thôi nha các bạn. Là chúng ta dùng để cái chức năng là tự cắt bình khi ắc quy nạp đầy nha các bạn. Còn với cái mạch này thì mình sẽ đã lắp thêm vào đây là một con điện trở. À, các bạn thấy từ cái điểm phân chia áp này nối tiếp vào cái chân B của transistor. Thì con điện trở này sẽ đóng vai trò, nó sẽ cản dòng điện cho dòng điện giảm thấp hơn để cấp cho transistor. Nhờ đó thì cái thời gian mở từ lúc bắt đầu mở tới lúc mà mở tối đa của con transistor nó sẽ dài hơn nha các bạn, do nó mở chậm hơn. Đó. Thì trong trường hợp này thì với cái mạch này thì mình dùng con điện trở 560 ohm thì mình đã mở được cái ngưỡng của nó lên đến 3V nha các bạn. Như vậy thì cái ở mức là 10V8 ta bắt đầu sạc và cộng 3V thì khi đầy nó sẽ đạt 13V8. Đây là cái điều kiện quá lý tưởng phải không các bạn? Thì trên một số bình ắc quy thì người ta cũng có, nhà sản xuất cũng có ghi cái ngưỡng này nha các bạn, là ở 10V8 nạp và khi đầy là 13V8. Thì với cái mạch này thì các bạn thấy là quá lý tưởng để chúng ta sử dụng, để chúng ta lắp cái mạch là tự tự ngắt và tự sạc nha các bạn. Đây. Và đây chính là cái mạch mà mình đã tính toán rất kỹ rồi nha các bạn. Và mình cũng làm thực nghiệm vừa rồi cho các bạn xem là nó hoạt động là đúng theo cái nhu cầu chúng ta đặt ra. Đây, nó hoạt động rất là ổn định. Đó, ngưỡng trên, ngưỡng dưới cách nhau 3V. Như vậy là quá hợp lý để chúng ta có thể sử dụng để làm cái mạch nạp ắc quy tự động nha các bạn. Và sau cùng thì mình sẽ dùng một cái mạch thực nghiệm nha. Mình đã làm thực nghiệm để cho các bạn xem. Và đây là cái làm việc thực tế của cái mạch nha các bạn. Thì chúng ta sẽ nối một cái ắc quy trực tiếp vào cái bao mạch. Và cái dây đỏ bên này là nguồn điện từ cái biến thế nạp bình. Kế tiếp đó là dây công tắc từ cái rơ le dùng để cấp nguồn cho biến thế nạp bình nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành xả điện bình ắc quy. Đây, ta dùng một cái bóng điện ta làm tải, ta xả bình đây. Để xem ở cái ngưỡng nào thì bình ắc quy nó mới bắt đầu nạp lại nha các bạn. Đây, điện áp đã xuống 10V88, 10V. Thì ở khoảng 10V8 nha các bạn, hơn 10V8 một chút. Thì nó đã chuyển sang chế độ sạc và bây giờ chúng ta xem. Đây, ở ngưỡng 13V9. Đây, 13V9, đây, 13V9 thì nó sẽ báo sạc đầy nha các bạn. Ở đây mình dùng cái bình ắc quy có dung lượng rất là thấp nha các bạn, để đảm bảo cái thời gian là nó sử dụng nhanh để chúng ta có thể quan sát. Chứ nếu bây giờ dùng một cái bình ắc quy to thì thời gian quá lâu chúng ta sẽ không có chờ được để quay phim nha.
Thì đối với một cái mạch như vậy, chỉ với một cái vài linh kiện nhỏ đơn giản mà nó có được cả hai cái chức năng đó, chức năng mà chúng ta cần đó, thì với cái mạch này thì mình nghĩ là nó là cũng rất là tối ưu rồi các bạn. Các bạn có thể lắp và sử dụng trong cái nhu cầu là mình không có cần cái độ chính xác cao lắm nha các bạn. Đó. Thì với cái mạch này các bạn có thể áp dụng để làm những cái mạch sạc tự động đó, trong gia đình để đáp ứng cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Thì hy vọng cái video này mình sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu thêm được và có thể làm được cho mình những cái mạch ưng ý nhất. Thì nếu video thấy hữu ích thì xin các bạn hãy like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cho nhiều người cùng xem nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.